Vâng, em Quốc Hồng xin kính chào toàn thể tất cả các bác. Và trong video hôm nay thì Quốc Hồng sẽ phối ghép và test một bộ sản phẩm âm thanh gồm một vang số Behringer K6, một chiếc mic không dây IF-M3 và một chiếc đài Beoplay CS1800G. Và bộ combo sản phẩm này thì em gửi cho hai bác, chiếc đài CS1800G thì em gửi cho anh Thánh ở Sóc Trăng. Còn bộ mic và vang Behringer KX6 thì em gửi cho anh Khánh ở núi Thành Quảng Nam. Vâng, và về sản phẩm thì những sản phẩm này, vang và mic thì bên em là hàng nguyên hộp, nguyên thùng nha, nguyên kiện, và còn gọi là hàng mới như tất cả các nha. Và em nhập là chính ngạch, không những dòng này thì không có tại Việt Nam đâu. Đấy. Dòng vang số Behringer KX6 là một dòng vang cực kỳ chất lượng cho chất âm, về nhạc lẫn là về vang karaoke thì cực kỳ là mượt mà. Vang tích hợp eco reverb và tất cả những cái những gì mà một con vang nó cần đến, và nó đáp ứng đủ cái nhu cầu sử dụng của khách hàng. Nó sẽ có là Bluetooth này, đấy, AUX, BGM, tất cả những đường vào, đường và phía sau của sản phẩm thì nó sẽ có là đường cổng quang kết nối tích hợp giải mã, chạy chip giải mã nha, đấy, trong cái con vang số này. Và con này thì ở ngoài phía mặt ngoài thì nó có 3 chế độ chính gồm volume, effect, mix và music. Đấy, tất cả thiết kế rất là đẹp và độc đáo cho các bác nha. Mặt là mặt phê nhôm xước, đấy, nấm là nấm mút cao su cực kỳ là êm. Ngay cả cái volume và thiết kế của con này thì rất là đẹp, gọi là rất là sang trọng luôn. Đấy, một mẫu vang cực kỳ là ấn tượng. Và ở trên cái con mic nó cũng thế nha tất cả bác, IF-M3 đầy đủ tất cả chức năng, tăng giảm volume này, đấy, tăng giảm volume cho hai bên. Reset này là tìm sóng nha, tìm sóng các bác dò sóng của mic. Vâng, thì đó là về công vang, thì đây là những cái sản phẩm mà bên em về nghiên thùng nghiên kiện như thế này, về nghiên thùng nghiên kiện như thế này nha, nghiên hộp luôn, cực kỳ là chất lượng cho các bác. Về công vang, đây là hộp của công vang nha, thì công vang nó sẽ có tất cả những giấy tờ đầy đủ đi theo kèm theo sản phẩm. Đây các bác, đây lên nguồn này, dây kết nối tín hiệu để chúng ta reset setup máy, đấy, đĩa phần mềm để setup, đây đĩa phần mềm để setup nha. Đấy, có đầy đủ luôn, phiếu bảo hành của hãng này. Đấy, sách hướng dẫn này và này nó sẽ hướng dẫn chúng ta cách set up luôn nha tất cả bác nha. Những cái giải tầng nó phù hợp với những cái đây là
những cái giá tăng mà chúng ta sẽ nên set up ở phần music này. Đó, này là ở phần micro này, phần effect này, echo này, phía dưới là reverb này. Đấy, đầy đủ luôn, đầy đủ luôn nha. Phần này là setup cho lo canter sub này, rất là tiện lợi nha các bác. Đấy, có cả remote nha, đây hàng chính hãng, có cả remote cho các bác điều khiển này. Và chiếc van này thì bên em đang bán với mức giá là 3.200.000 các bác nha, rất cực kỳ là tốt. Một chiếc van số mà giá còn tốt hơn cả van cơ, giá nó còn rất là tốt hơn cả van cơ. Mà đối đến van số thì van số chơi về chất âm cũng như là về effect, reverb, echo của van thì van cơ không bành này, không bành, van cơ thì không bao giờ mà bành được van số rồi. Đấy, nói thật luôn. Và đây là cái con mic mà em ở trên này em đang giới thiệu. À, về thì nó đầy đủ các phụ kiện kèm theo là ốp. Đấy, về thì em đỡ nghiêng hộp như thế này cho các bác sử dụng luôn. Về các bác tự lắp vào. Đây là ốp tay mic chống lanh, dây nguồn, dây 6 ly, anten này, đấy, pin kèm theo, hai tay mic cũng cực kỳ là đẹp, hàng rất là chất lượng nha các bác nha, đấy, hai tay mic cực kỳ là đẹp luôn. Đây là đầu thu mic, đấy, AF. Còn nguyên bọc nha, nguyên siêu. Mic này thì bên em đang có giá là 3.800.000 nha, 3.800.000. Mọi giá thì bên em đã bao ship toàn quốc cho anh em. Và giờ thì em đi vào test cái bộ mic và van đái để gửi cho hai ba khách của chúng ta. Và anh em nào chơi những dòng mic van xịn sò này thì liên hệ với Quốc Hùng nha. Vâng, giờ thì em test mic và van trước. Van thì nó có bốn chế độ. Hiện tại là nó đang ở chế độ thứ tư này. Chế độ thứ tư là chế độ hát chuyên nghiệp. Đây nha tất cả các bác. Đấy, chế độ thứ tư là M4 này. Đấy, M4 này. Chế độ này là sử dụng cho hát chuyên nghiệp. Và anh em muốn chuyển chế độ thì anh em đây. Đó, nhấn vào nút mo. Mo thì nó sẽ có chuyển sang chế độ 1 là hát những dòng nhạc chậm rãi bolero. Chế độ 2 là chế độ hát những dòng nhạc trẻ remix. Chế độ 3 là chế độ hội trường. Đấy. Và chế độ 4 là chế độ chuyên nghiệp. Còn phần input đây là đường vào. Đây là có Bluetooth này, AUX, BGM. Đấy. Cái này thì anh em có thể điều chỉnh trên mod này, trên remote. Đấy. Điều chỉnh effect này. Volume mic này, volume nhạc này. Vâng, và giờ thì em đi vào test sản phẩm nha. Tay mic đây các bác, tay mic đã bật này, cực kỳ là đẹp luôn, rất là chất lượng nha. Lên 1, 2, 3, 4.
chín, mười lên. Rồi, một tay đã ok. Tắt đi. Làm thử tay thứ hai. Lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vâng, giờ thì em sẽ test một đoạn nhạc nha, đoạn nhạc karaoke để thử cái bộ âm thanh này. Vâng, và giờ thì em đi vào test cái phần đáy bi quay. Đáy bi quay test luôn cho anh Thánh ở Sóc Trăng. Đây, thì giờ test nhạc đây. Vâng, đây là dòng đáy hai kênh nha. Em bật hết đi. Tắt đi. Đó, em tắt rồi nha. Không ù xì gì nha. Đây kênh 1 này. Ok. Kênh 2 này. Màu áo trắng tan trường hoa áo tung tăng, tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu, chưa trao câu ước nguyện.
đang hát em dừng, không ù sơ không xì gì nha. Đấy, không một tiếng động luôn, cực kỳ là êm. Đấy, test luôn xôi ù xì cho các bác, để các bác về test thì nó có trục trặc gì thì lại bảo do đấy. Thì nói chung là cái này thì em test nó hoạt động rất ok hết rồi. Đấy, nhạc tắt này, này em đang sử dụng điện thoại bluetooth nha, thông qua con Quang này đang chơi chế độ đường input đường vào là bluetooth trên con Quang đó, thì hoạt động rất là ok luôn. Vâng, thì tất cả hoạt động rất ok, và em cũng cảm ơn tất cả các bác đã bỏ chút ít thời gian để theo dõi video, và cũng như là những bác khách hàng yêu mến bên kênh Âm Thanh Phố Hồng đã ủng hộ những sản phẩm chất lượng. Và em xin phép dừng video tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bác video sau. Bác nào thích những sản phẩm mà bên Âm Thanh Phố Hồng thì hãy đăng ký kênh để theo dõi, và cũng như là chia sẻ kênh để ủng hộ kênh Âm Thanh Phố Hồng. Và mọi chi tiết mua sắm sản phẩm thì tất cả các bác liên hệ với Quốc Hùng qua số điện thoại trên màn hình. Đó, cảm ơn tất cả các bác nhé.